khách hàng thường đặt sự quan tâm lớn đến chất liệu khi mua ghế, vì đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đối với ghế trưởng phòng GL326, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng vì nó được làm từ những nguyên liệu cao cấp. Khung ghế được bọc vải dày, có độ bền và khả năng chịu áp lực tốt. Tay ghế được bọc ốp PU mềm, vừa giúp người sử dụng không bị đau mỏi khi tựa vào, vừa tạo thêm phần sang trọng cho sản phẩm. Chân ghế được làm bằng thép mạ sáng bóng, đảm bảo độ bền vững chắc và sức chịu lực tốt. Với đệm ngồi dày, chân ghế phải có khả năng chịu lực tốt để tránh gãy vỡ. Tóm lại, chất liệu của ghế trưởng phòng GL326 đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ bền, chịu lực và thoải mái cho người sử dụng. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.